Em vừa test xong chiếc máy Chevy FW207. Con này hàng xài lướt, mới 98%. Rất đẹp. Bàn phím thì có hình ảnh hiển thị, rất là dễ sử dụng cho tất cả mọi người. Cực kỳ mới luôn. Đây là đây em test độ pH đây của nước đây. Đó. Nó sẽ tương ứng với theo cái bảng màu, độ pH càng cao thì nó sẽ càng tím dần. Và đây em lấy hai cốc, mà tức là em lấy muối này, sẽ để cho cái muối tăng cường pH đó. Muối tăng cường pH. Đây là muối tăng cường pH này, gọi hay người ta gọi là chất xúc tác. Muối này không phải là muối mua ở chợ, muối iốt cái thứ đâu, mà muối chuyên dụng của nó. Cho vào nó sẽ tăng cường điện phân và nó tạo ra độ pH cao 2.5 đây. Độ pH 2.5 này. Và ra độ pH 11.5 đến 12 chấm. Và đây là cái máy đo độ pH này. Máy máy Hanna nhé. Máy Hanna HI 8424 này, mình sẽ mở máy lên. Đây, mình cho đây mình sẽ đo cho mọi người xem nhé. Cái ly màu trắng này là cái ly là nước axit có độ axit 2.5. Đây, mình sẽ thử nhúng vào đây. Đó, nó sẽ ra độ axit 2.5. 2.54, 2.53, 2.53. Hai cho năm ba máy ra rất là chuẩn. Còn đây là cái ly có độ kiềm cao khoảng 11.5 đến 12.0. Đây mọi người xem nó lên đến 11.8, 11.87 này, 88 này, 89, 90, 91 sẽ được khoảng 11.95, gần 12 chấm. Độ pH rất cao. Độ pH cao chúng ta để dùng để ngâm rau củ quả, ngâm thực phẩm, dùng để vo gạo, rất nhiều hữu ích từ nước 11.5. Phải ra đến 12 chấm luôn. Chỉ số ORP là âm 278. Chỉ số này là chỉ số chống lão hóa, giúp cơ thể chống lão hóa tốt. Chiếc máy Chevy FW207. Đây là một cái hộp để chúng ta gạt lấy nước kiềm này. Chúng ta gạt sang này lấy nước axit này. Khi chúng ta gạt sang nước axit thì nó sẽ nháy nháy cái đèn axit 2.5 đây. Còn đây là bộ phận lõi lọc này. Lõi lọc 12 16.000 lít nhá. Lõi lọc 16.000 lít. Máy này sở hữu 5 tấm điện cực. Con này là hàng xài lướt, mới 98%. Rồi, em đã test chiếc máy ra rất là ok. pH ra ok, 12.02 luôn này. Rồi, xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Ai có nhu cầu mua lọc nước, tư vấn lọc đặt thì liên hệ với em qua số điện thoại bên trên. Đây. Hai số điện thoại này, có thể kết bạn Zalo, em sẽ dễ gửi hình ảnh mọi thứ cho mọi người. Rồi xin cảm ơn anh em đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Mà ngoài dòng máy này ra, bên em còn bán rất nhiều các loại máy lọc nước ion kiềm khác, của như của Chim này, của Chevy, của Panasonic, của Lessendo, rồi của những cái hãng khác nữa, rất 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 nhiều hãng máy lọc nước ion kiềm. Tất cả là hàng nội địa Nhật Bản nha. Tất cả có tiếng Nhật và sử dụng điện 100V, chúng ta dùng cục đối nguồn. Đổi nguồn để mua rất là dễ, ở đâu cũng có bán từ ở các tiệm điện. Rồi ai nhu cầu mua chiếc máy này thì liên hệ với mình ngay nha. Chỉ có một cái duy nhất mới như mức độ như vậy. Rồi xin chào tạm biệt anh chị em.